Đến tối ngày 8 tháng 10, mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh, phổ biến ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Riêng sông Hiếu vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983. Mưa lũ đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị tê liệt. Đến 17 giờ ngày 8 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 2 người chết và 6 người bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy. Nhận định tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nước ở các sông vẫn tiếp tục dâng cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng chức năng các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, vận động người dân chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành để ứng phó kịp thời, tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những trường hợp bị lũ cuốn trôi, kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm nước uống cho người dân, bảo đảm sức khỏe cho người già trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tối 8 tháng 10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ đã làm cho 3.166 ngôi nhà bị ngập, một người bị thương, nhiều công trình tài sản của nhà nước và của nhân dân bị hư hỏng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo di rời khẩn cấp hàng trăm nhân khẩu khu vực nguy hiểm đến địa điểm an toàn, trong đó nhiều nhất là huyện Tuyên Hóa. Di rời được 148 hộ trên 515 nhân khẩu, 7 trên 8 địa phương tại Quảng Bình cho học sinh nghỉ học tránh lũ. Trong 24 giờ qua, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tổng lượng mưa đo được tại nhiều nơi từ 330 đến 500mm, một số nơi cao hơn 550mm. Lũ trên các sông lên nhanh khiến nhiều vùng bị cô lập, nhất là trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn. Địa phương cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do điện giật trong lúc dọn nhà tránh lũ. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn L, 53 tuổi, ở thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.